Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại thành phố Cần Thơ Căn cứ nghị quyết số 05 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thì mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại thành phố Cần Thơ cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi thọ trên 100 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà hàng năm gồm hiện vật trị giá 600.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt Thứ hai, người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 800.000 đồng tiền mặt. Thứ ba, người cao tuổi thọ 95 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 400.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Thứ tư, người cao tuổi thọ 90 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Thứ năm, người cao tuổi thọ 85 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 450.000 đồng tiền mặt. Thứ sáu, người cao tuổi thọ 80 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt. Thứ bảy, người cao tuổi thọ 75 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 350.000 đồng tiền mặt. Thứ 8, người cao tuổi thọ 70 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Kinh phí chúc thọ và tặng quà đối với người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi sẽ được ngân sách bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi thành phố. Còn kinh phí chúc thọ và tặng quà đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi sẽ được ngân sách bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Cao Bằng thì theo quy định thì mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Cao Bằng cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi thọ trên 100 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà gồm 700.000 đồng. Thứ hai, Người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà gồm 5 bếp vải lụa và 700.000 đồng tiền mạch. Thứ ba, người cao tuổi thọ 95 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà với mức là 500.000 đồng. Thứ tư, người cao tuổi thọ 90 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mạch. Thứ năm, người cao tuổi thọ 85 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà với mức là 400.000 đồng. Thứ sáu, người cao tuổi thọ 80 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà với mức là 300.000 đồng. Thứ bảy, người cao tuổi thọ 75 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà với mức là 250.000 đồng. Thứ 8 người cao tuổi thọ 70 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà với mức là 200.000 đồng. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng. Căn cứ nghị quyết số 246 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thì mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ được Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà gồm 5 bếp vải lụa và 1 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt Thứ hai, người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên hàng năm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà với mức là 1 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt. Thứ ba, người cao tuổi thọ 95 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà 1 triệu đồng tiền mặt. Thứ tư, người cao tuổi thọ 90 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200 ngàn đồng và 800 ngàn đồng tiền mặt. Thứ năm, người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện tặng quà 800.000 đồng tiền mặt. Thứ sáu, người cao tuổi ở tuổi 70, 75 sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng quà với mức là 600.000 đồng tiền mặt. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Đắk Lắk căn cứ nghị quyết số 08 năm 2020 và nghị quyết số 18 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thì bước tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Đắk Lắk cụ thể như sau. Thứ nhất, bước quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi là 400.000 đồng tiền mặt. Thứ hai, bước quà tặng người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi là 500.000 đồng tiền mặt. Thứ ba, bước quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Thứ tư, bước quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi là một triệu đồng tiền mặt. Thứ năm, mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm nem bếp vải lụa, hoặc thổ cẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Thứ sáu, mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi là 1 triệu 200 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí chúc thọ và tặng quà đối với người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh. Còn kinh phí chúc thọ và và tặng đối với người cao tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi, 95 tuổi và trên 100 tuổi sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Đắk Nông. Căn cứ nghị quyết số 05 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thì mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Đắk Nông cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi thọ trên 100 tuổi mỗi năm một lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng một người và 1 triệu đồng tiền mặt một người. Thứ hai, người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm nem bếp vải lụa một người và 1 triệu đồng tiền mặt một người. Thứ ba, người cao tuổi thọ 90 tuổi, 95 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng một người và 700.000 đồng tiền mặt một người. Thứ tư, người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng một người và 500.000 đồng tiền mặt một người. Thứ năm, người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã Trúc Thọ và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng một người và 300.000 đồng tiền mặt một người. Bước tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Điện Biên Thì căn cứ nghị quyết số 11 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên thì mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Điện Biên cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi thọ 70 tuổi sẽ được tặng 300.000 đồng tiền mặt một người. Thứ hai, người cao tuổi thọ 75 tuổi sẽ được tặng 400.000 đồng tiền mặt một người. Thứ ba, người cao tuổi thọ 80 tuổi sẽ được tặng 500.000 đồng tiền mặt một người. Thứ tư, người cao tuổi thọ 85 tuổi sẽ được tặng 600.000 đồng tiền mặt một người. Thứ năm, người cao tuổi thọ 90 tuổi sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ Quà tặng quà gồm hiện vật trị giá tối đa 200.000 đồng một người và 600.000 đồng tiền mặt một người. Thứ sáu, người cao tuổi, thọ 95 tuổi sẽ được tặng quà gồm hiện vật tối đa có giá trị 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt một người. Thứ bảy, người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ được Chủ tịch nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa tối đa trị giá 100.000 đồng cho mỗi mét vải và 800.000 đồng tiền mặt một người. Thứ 8, người cao tuổi thọ trên 100 tuổi sẽ được tặng quà gồm hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt một người. Kinh phí chúc thọ mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí chúc thọ mừng thọ và tặng quà đối với người cao tuổi thọ 75 tuổi 70 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi, 95 tuổi và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý của ngân sách hiện hành. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Đồng Nai thì căn cứ nghị quyết số 189 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai thì mức quà tặng chúc thọ mừng thọ đối với người cao tuổi đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai cụ thể như sau. Thứ nhất, mức quà tặng người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi là 400.000 đồng một người. Thứ hai, mức quà tặng người cao tuổi thọ 80 tuổi và 85 tuổi là 500.000 đồng một người. Thứ ba, mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng một người. Thứ tư, mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 400.000 đồng một người. Thứ năm, bước quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm 2 triệu đồng tiền mặt, nên bếp vải lùa trị giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng một người. Thứ sáu, bước quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm 2 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 1 triệu đồng cho mỗi người mỗi năm. Kinh phí chúc thọ và tặng quà đối với người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí mừng thọ và tặng quà đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Đồng Tháp Căn cứ nghị quyết số 257 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thì mức quà tặng chúc thọ mừng thọ đối với người cao tuổi tại tỉnh Đồng Tháp cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi thọ 100 tuổi sẽ được chúc thọ và tặng quà, gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mạc. Thứ hai, người cao tuổi thọ 90 tuổi được chúc thọ và tặng quà, gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mạc. Thứ ba, người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã thăm và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 150.000 đồng tiền mặt. Thứ tư, người cao tuổi thọ 95 tuổi sẽ được Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thăm và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Thứ năm, người cao tuổi trên 100 tuổi hàng năm được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thăm và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Gia Lai căn cứ nghị quyết số 109 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thì mức quà tặng chúc thọ mừng thọ đối với người cao tuổi tại tỉnh Gia Lai cụ thể như sau. Thứ nhất, quà tặng chúc thọ mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 90 tuổi, 95 tuổi và trên 100 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Thứ hai, quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Mức tiền mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Hà Giang Căn cứ nghị quyết số 53 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang thì qua tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tại tỉnh Hà Giang cụ thể như sau. Thứ nhất, người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Thứ hai, người cao tuổi ở tuổi 80 và 85 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Thứ ba, người cao tuổi ở tuổi 90 và 95 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Thứ tư, người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng, 5 mét vải lụa và 1 triệu 200.000 đồng tiền mặt. Thứ năm, người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền mặt.